Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những thông tin trong nước nóng nhất sáng ngày 13 tháng 10 mà chúng tôi vừa cập nhật. Xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ găm hàng, buôn lậu xăng dầu. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về tình hình quản lý và điều hành xăng dầu cho thị trường trong nước. Theo đó, thời gian vừa qua có hiện tượng một số doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu đóng cửa hoặc tạm ngừng kinh doanh tập trung tại một số tỉnh, thành phố phía Nam như thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang, Bình Phước, Đắk Lắk. Theo báo cáo của Bộ Công Thương, có hơn 200 cửa hàng đóng cửa đã gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý và đời sống sinh hoạt của người dân. Trước tình trạng trên, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ động bám sát tình hình thực tiễn, diễn biến thị trường, khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các hành vi đầu cơ găm hàng, buôn lậu xăng dầu và các hành vi vi phạm khác trong kinh doanh xăng dầu. Đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm nguồn cung xăng dầu và an ninh năng lượng quốc gia. Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, sửa đổi Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1 tháng 11 năm 2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3 tháng 9 năm 2014 về kinh doanh xăng dầu, báo cáo Chính phủ trong tháng 10 năm 2022. Giá heo xuống thấp, người nuôi thua lỗ. Thông tin từ nhiều trại nuôi phía Nam, giá heo hơi bán ra tại chuồng hiện 53.500 đến 61.000 đồng trên kg tùy loại, thấp nhất trong nhiều tháng qua. Heo hơi xuống giá kéo theo giá thịt heo bán ra tại chợ đầu mối Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh cũng giảm so với các tháng trước. Thịt heo mảnh đã mổ, không đầu bình quân 62.000 trên kg loại 2 và 68.000 đồng trên kg loại 1, cốt lết 65.000 đồng trên kg, giò trước 60.000 đồng trên kg, nạc xăm 90.000 đồng trên kg, sườn non 130.000 đồng trên kg. Theo đại diện Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, giá heo hơi trên đang khiến hầu hết người nuôi bị thua lỗ do đã dưới giá thành sản xuất 2.000 đến 7.000 đồng trên kg. Giá heo có thể sẽ tăng lại trong thời gian tới nhưng khả năng mức tăng không đáng kể do nguồn cung heo tại các công ty chăn nuôi vẫn ổn định, trong khi nhu cầu thị trường chưa hoàn toàn hồi phục trở lại như trước dịch COVID-19, vị này nhận định. Tôn vinh 98 doanh nghiệp, 98 doanh nhân thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu. Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh HUBA cho biết, kết thúc cuộc bình chọn doanh nghiệp, doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu đã có 98 doanh nghiệp và 98 doanh nhân lọt vào danh sách này. Lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu sẽ được tổ chức vào chiều ngày 13 tháng 10 nhân ngày Doanh nhân Việt Nam. Ông Nguyễn Phước Hương, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký HUBA cho biết, các doanh nghiệp tham gia xét chọn phải đáp ứng các tiêu chí như hiệu quả kinh tế, doanh thu, lợi nhuận, đóng góp ngân sách. Theo ông Hương, cuộc bình chọn không phân biệt quy mô doanh nghiệp lớn, nhỏ, mà dựa vào tính hiệu quả của hoạt động kinh doanh, ưu tiên doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc biến thể BA.5.1.7 có ở Trung Quốc. Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, trong ngày 12 tháng 10, cả nước ghi nhận thêm 1.194 ca mắc COVID-19 mới, có 406 bệnh nhân khỏi bệnh và một trường hợp tại Hà Nội tử vong. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.489.881 ca mắc, trong đó 10.597.542 ca khỏi. Hiện vẫn còn 47 ca bệnh nặng đang phải thở oxy. Trước thông tin Trung Quốc đã ghi nhận biến chủng phụ mới của Omicron là BA.5.1.7, có khả năng lây nhiễm cao và né tránh miễn dịch, trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 12 tháng 10. Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết vẫn đang giám sát ngẫu nhiên ca mắc COVID-19 tại Việt Nam nhưng đến nay chưa ghi nhận chủng biến thể này. Trả lời câu hỏi về việc số mắc mới từng xuống rất thấp trong những ngày đầu tháng 10, có thời điểm số mắc trong ngày thấp nhất trong 5 tháng qua dưới 400 ca mới ngày, có phải là dấu hiệu dịch đã thoái trào? Vị đại diện Cục Y tế Dự phòng cho rằng số mắc vẫn trồi sụt, chưa giảm vững chắc, thông thường cuối tuần giảm thấp nhưng các ngày trong tuần lại tăng, rải rác vẫn ghi nhận ca tử vong, do đó vẫn cần thận trọng với COVID-19. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của báo Tuổi Trẻ.